từ nước Cộng hòa Hồi giáo Nam Phi, một dáng người rất đẹp, một gương mặt rất là thánh thiện. Một gương mặt rất khả ái ạ. Với một làn da rất mịn màng. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Hoàng Điệp và Minh Thúy chính là người đẹp đến từ đất nước châu Phi xa xôi. Vâng, đến từ nước Cộng hòa Hồi giáo Nam Phi với một làn da rất là mịn. Vâng, không biết là bạn dùng cái chế phẩm sinh học gì, thế nhưng mà thực ra chúng tôi, những người làm chương trình cũng ước có một làn da này phải không Thúy? Một làn da rất là đẹp đúng không ạ? Quý vị thấy thế nào ạ? Bộ này thì mặc đi làm gì ạ? Vâng, và em nghĩ là bộ này thì nên mặc để đi cấy lúa. Bộ này theo Điệp nghĩ thì mặc cấy lúa cũng rất là đẹp, mà đi ăn cỗ tân gia nhà mới cũng rất là đặc biệt, là cũng có thể chị em phụ nữ có thể dùng để mặc đi ăn cỗ đầy tháng đúng không ạ? Vâng, một tràng pháo tay cho người đẹp Nam Phi. Và bây giờ Hoàng Điệp xin được nhường lời lại cho Phương Minh Thúy giới thiệu ra sân khấu phần trình diễn của người đẹp thứ hai. Và người đẹp thứ hai của chúng ta sẽ là người mẫu đến từ quốc gia Hàn Quốc. Xin mời ạ. Thưa quý vị, đây là người đẹp đến từ Korea. Vâng, một cô dâu rất thướt tha trong một tà váy trắng ạ. Một cô dâu đến từ Hàn Quốc. Quê của bạn là đến từ thành phố cảng Busan của nước Cộng hòa Hàn Quốc, một đất quốc gia ở Đông Bắc Á. Một bộ váy cưới rất là đẹp, một mẫu thiết kế đẹp nhất năm 2018. Vâng, và bạn nữ nào mà đang có dự định cưới trong năm nay ạ, thì chúng ta có thể tham khảo mẫu váy cưới như bên trên ạ. Một cô dâu đến từ Hàn Quốc rất là đẹp đúng không ạ? Năm nay 18 tuổi, sinh sống tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc. Một gương mặt rất là đẹp đúng không? Trước mắt thì bạn sẽ đứng tại đây để cho quý vị chúng ta chiêm ngưỡng, và một lát nữa thì chúng tôi, những người làm chương trình sẽ có phần giao lưu với bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt nữa đến từ Nam Mỹ xa xôi, quê hương của những cầu thủ bóng đá, quê hương của vũ điệu samba quyến rũ nổi tiếng. Chúng ta cùng hướng về sân khấu chào đón người đẹp đến từ Sao Paulo, Brazil. Let's go. Vâng, một người đẹp đến từ thành phố Sao Paulo của Brazil. Năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên trường đại học tổng hợp thành phố Sao Paulo. Bạn là lĩnh vực bên trên này. Vâng, một bộ chất liệu rất là đẹp. Quý vị thấy thế bộ này thế nào ạ? Vâng, một bộ rất đẹp, đúng không quý vị? Một mẫu trang phục cũng rất là bắt mắt. Một mẫu thiết kế mới nhất của năm 2018. Và các nhà thiết kế hàng đầu thế giới chỉ mất có chưa đầy 120.000 đồng đã cho ra đời một sản phẩm rất đẹp như thế này. Và đây là mẫu váy cưới đang rất thịnh hành của thổ dân da đỏ, đúng không quý vị? Quý vị dành một tràng pháo tay cho người đẹp Brazil. Bạn sẽ đứng tại đây. Người đẹp Hàn Quốc, bạn đứng ra chỗ này để cho quý vị chúng ta ngắm. Thông qua cái bộ trang phục như thế này, chúng ta thứ nhất là lựa chọn cho mình bộ trang phục đẹp bắt mắt, và cũng là để bình chọn cho bộ trang phục đẹp nhất của buổi tối đêm nay. Bây giờ mời Phương Minh Thúy. Và chúng ta sẽ đến với người đẹp đến từ quốc gia thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời người đẹp đến từ Thái Lan. Let's go. Đến từ thành phố Pattaya, Thái Lan. Vâng, rất xinh tươi. Bạn đứng bên trên này. Rất là đẹp. Dạ vâng, một làn da rất là đẹp, và cũng là một bộ trang phục cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Thái Lan là một quốc gia nổi tiếng với cây dừa xiêm, và đây là một bộ trang phục được tạo ra từ lá dừa. Nhưng mà điều chúng tôi quan tâm hơn chính là bộ áo ngực được thiết kế mới nhất của năm 2018 dành cho những cô dâu Thái Lan. Đẹp không quý vị ơi? Dạ vâng, rất là đẹp. Vâng, rất là bắt mắt. Quý vị nhớ nhất là những bạn nữ mà tuổi từ 18 đến 23, 25 chuẩn bị lập gia đình, chúng ta sẽ nghiên cứu thật kỹ. Và chúng tôi xin được một lần nữa nhắc lại,
Tổng đài bình chọn của chương trình sẽ khép lại trước khi phần biểu diễn của người đẹp cuối cùng được diễn ra. Đúng quý vị? Vâng, đây là những bộ trang phục rất đẹp, rất bắt mắt, được tạo ra từ những bàn tay khối óc của các nhà thiết kế thời trang hàng đầu trên thế giới. Quý vị có thắc mắc gì không ạ? Vâng, có lẽ là Hoàng Điệp hỏi như vậy bởi vì quý vị chúng ta sẽ thắc mắc là đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta 94 triệu dân, diện tích 330.000 cây số vuông, 63 tỉnh thành phố, người đẹp rất nhiều, năm đăng quang nhờ Lý Thu Thảo, Mai Phương Thúy, Nguyễn Thụy Hiền, đúng không? Rất nhiều hoa hậu nam em, nhiều người đã đăng quang. Và hôm nay thì trong khuôn khổ chương trình như thế này thì không có lý do gì mà không có một người đẹp Việt Nam nào tham gia biểu diễn trong buổi tối hôm nay. Và bây giờ xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả, chúng ta cùng hướng về sân khấu chương trình. Từng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào mừng người đẹp Việt Nam. Thật trời, rất đẹp, một cô dâu Việt Nam, một bộ váy cưới rất đẹp. Bạn Việt Nam đang đứng chỗ này. Tôi thực ra là đứng trên sân khấu chương trình nghệ thuật năm nay năm thứ 18 nhưng chưa nhìn thấy cô gái nào đẹp mà có cái son môi đỏ như thế này. Chắc chắn không dùng gấp thì là dùng mầm tươi, đúng không ạ? Đúng không? Chắc chắn không, đây là của hãng mỹ phẩm Hazelin của Hàn Quốc, đúng không ạ? Minh Thúy, mời Minh Thúy lên trên này. Bạn nhận định thế nào về những bộ trang phục này? Rất đẹp đúng không? Người đẹp Hàn Quốc. Đây là những người rất am hiểu về văn hóa Việt Nam, đúng không ạ? Còn đẹp của Minh Thúy sẽ xuống đây để có thể cho mời bạn lên trên này. Một cô gái rất đẹp đến từ Hàn Quốc. Bạn sang Việt Nam lâu chưa? Owen Imita. Các em đi chào Âu Na Khứa. Nè, bạn đã sinh sống ở Việt Nam cũng được 3 năm và đến Việt Nam thì điều ấn tượng nhất của bạn là khi về cái mảnh đất Trịnh Xuyên là bạn ấn tượng với món ăn. Bạn vừa nói là tôi rất thích món nấu chuối, đúng không ạ? Đấy. Bạn có hiểu là khi mà nấu chuối thì người ta nấu như thế nào không? Sa gan thì thật thì xin chào ha. Anh yêu Opsimita. Chim ta sẽ vui. Vâng, bạn rất am hiểu, bạn cũng biết quy trình nấu chuối là khi nấu chuối người ta gọt chuối xanh ra cho vào nồi luộc lên, đúng không? Gạn nước đi và người ta sẽ rửa sạch chân và nhảy vào rất, đúng không? Dần sau đó thì người ta sẽ phi hành mỡ và rau thơm đổ vào, đúng không? Và cũng là một người tiếp theo là xỏ ống nhảy vào chỗ, đúng không? Vâng, đấy là quy trình của nấu chuối, chuối nấu tạt lợn, đúng không? Một món ăn rất ngon, hấp dẫn của làng quê chúng ta, đúng không? Bạn rất am hiểu. Vâng, đây toàn là những người rất đẹp. Thúy có thể phỏng vấn bất kể một bạn nào. Kia là người đẹp mà Nam Phi nhưng mà rất dành tiếng Việt, đúng không? Thúy có thể phỏng vấn bạn này. Bạn sang Việt Nam rồi thì bạn ấn tượng với con người Trịnh Xuyên như thế nào? Khán giả rất đông, đúng không? Các khán giả ở đây có bạn nữ nào xinh không ạ? Có bạn nữ nào xinh như bạn không ạ? Em cảm thấy khá là nhiều gái xinh ở Việt Nam. Kiểu gái Việt Nam kiểu cái đặc biệt rất là duyên. Duyên hơn các nước khác em tỉnh đến rồi. Vâng, các bạn nữ của Việt Nam rất là duyên đấy ạ. Việt Nam Phi vừa nhận định như thế ạ. Thế thì cho mình hỏi thêm một câu nữa, thế là thế thì bạn thấy con trai ở Việt Nam thì thế nào ạ? Và con trai Trịnh Xuyên thì thế nào ạ? Con trai thì nó sẽ là nó cũng na ná nhau các nước khác thôi, nhưng mà Việt Nam thì đẹp trai hơn. Của chúng ta ấy ạ, thì chưa có bạn trai. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc mà chúng ta bình chọn cho Hoa hậu Nam Phi ấy ạ, thì chúng ta cũng có thể là inbox riêng và nhắn tin riêng cho Hoa hậu Nam Phi bằng cách là kết bạn trên Facebook với lại Hoa hậu Nam Phi ạ. Vâng, và xin được nhiều lời cho MC Hồng Điệp ạ. Tất cả những người đẹp của chúng ta thì đều rất là am hiểu truyền thống của văn hóa Việt Nam. Và bây giờ thì người đẹp Hàn Quốc, cô dâu đến từ thành phố Busan, chúng ta không nói tiếng Hàn được không? Tôi học tiếng Hàn 14 năm, nhưng mà thôi giờ ta nói tiếng Việt tôi rất hiểu, đúng không? Bạn rất là hiểu văn hóa Việt Nam, đúng không? Hiểu về văn thơ của Việt Nam. Xin đố vui vô đoạn bạn một tí nhé. Bạn hãy điền dấu chấm vào khổ thư sau. Bạn nghe kỹ nhé, chúng ta nói chuyện tiếng Việt nhé. Con trồn ngồi cạnh con nai. Con nai thấy thế, liếm tai con trồn. Con nai mà ngồi cạnh con trồn. Con trồn thấy thế, bạn có hiểu không?
chúng ta rất nghiêm túc và đang tìm hiểu thưa bạn. Con chồn thấy thế, con chồn thấy thế hết hồn bỏ đi. Một tràng hát tay mừng bạn rất cam hiểu Việt Nam đúng không ạ? Bạn rất là thông minh, mặc dù mới ở Việt Nam có 3 năm thôi nhưng bạn rất thông minh. Con chồn ngồi cạnh con nai mà con nai thấy thế liếm tai con chồn. Con nai mà ngồi cạnh con chồn thấy thế hết hồn bỏ đi. Vâng, một tràng hát tay nữa đó quý vị. Vâng, một người đẹp rất xinh xắn ở Hàn Quốc xa xôi, thế nhưng mà cũng là rất là am hiểu văn hóa Việt Nam đúng không ạ? Vâng, đây là một người đến từ Brazil, bạn ở trên này. Trong bản đăng ký thi trình diễn người đẹp thời trang của bạn thì bạn đã tìm hiểu về văn hóa Việt Nam 6 năm đúng không ạ? Cũng xin được vui một câu hỏi thôi nhé. Tôi sẽ nghĩ một câu hỏi đúng không? Đàn bà chỗ nào đen nhất? Bạn nghe rõ câu hỏi nhé. Đàn bà chỗ nào đen nhất? Tóc, tóc. Không phải. Bạn nghe kỹ nhé. Đàn bà chỗ nào đen nhất? Con mắt. Càng không phải. Bạn giờ tôi hỏi lại lần nữa, nếu không được thì tôi sẽ hỏi người khác. Đàn bà chỗ nào đen nhất? Châu Phi. Một tràng pháo tay. Vâng, đàn bà ở Châu Phi là đen nhất đúng không ạ? Còn quý chúng ta một câu hỏi rất đơn giản thôi. Đàn bà chỗ nào đen nhất? Ở Châu Phi là đen nhất đúng không? Quý vị thấy đúng không ạ? Toàn những người rất là am hiểu về văn hóa Việt Nam của chúng ta đúng không ạ? Tôi xin được hỏi một câu nữa, Minh Thúy nhé. Hỏi một người đẹp đến từ Pattaya, Thái Lan đúng không? Con trai cái gì quý nhất? Con trai ạ. Một trăm lớp đấy. Vâng, con trai thì ngọc trai là quý nhất đúng không quý? Đúng không ạ? Toàn những người rất là thông minh. Em biết là có nhiều người suy nghĩ sẽ rất là đen tối ạ. Tuy nhiên là em không thích cái sự đen tối ấy đâu ạ. Vâng, một phần trình diễn rất là ấn tượng với bố những trang phục bắt mắt đúng không ạ? Và những câu hỏi rất là thông minh. Bây giờ thì Hoàng Điệp xin được mời thứ tự tục một. Chúng ta sẽ đi một vòng và tạo thành một hàng dưới kia để chờ đón phần tiếp theo của chúng tôi dành cho các bạn. Xin mời dàn nhạc nổi lên để cho những người đẹp chúng ta đi một vòng và xếp hàng tại dưới này. Let's go. Các bạn xếp cửa hàng tại dưới này. Dạ vâng, xin mời dàn nhạc chúng ta dừng lại. Kính thưa quý vị, trước mặt của chúng ta là 5 người đẹp đến từ 5 quốc gia. Và chúng tôi cũng xin lưu ý là phần bình chọn của tổng đài đã khép lại. Chúng ta sẽ biết một lát nữa kết quả bình chọn cho người đẹp đẹp nhất của đêm nay để dành một phần quà của công ty Bạch Dương, một năm dùng sản phẩm bông ngoái lỗ tai miễn phí đúng không ạ? Minh Thúy là một người thuộc thế 9x đúng không ạ? Nhưng mà họ được xin được hỏi là Thúy đã xem Tây Du Ký bao giờ chưa? Thúy đã xem rất là nhiều lần rồi ạ, ngay từ khi còn bé và vẫn thường xuyên xem lại hàng năm ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, bộ phim Tây Du Ký do Trung tâm Điện ảnh Trung Quốc phối kết hợp với Cục Đường sắt Trung ương Trung Quốc sản từ tháng 3 năm 80 đến tháng Giêng năm 86 đã thành công 25 tập của bộ phim Tây Du Ký. Và nhất là các bạn nhỏ chúng ta, khi mà truyền hình Việt Nam cứ dịp hè đến thì sẽ mở những bộ phim Tây Du Ký. Tuy chúng ta đã quá quen thuộc với nhân Đường Tăng, Chư Bát Giới, Sa Tăng và Ngựa Bạch Long, Tôn Ngộ Không, và đặc biệt là nhân vật Tôn Ngộ Không do nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai đã làm nên một cơn địa chấn của đoàn điện ảnh thế giới. Và sau khi bộ phim này được trình chiếu thì nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đã được bầu vào Quốc hội Trung Quốc trong 2 khóa liên tiếp. Và từ năm 86 sau khi được trình chiếu tại Trung Quốc và hầu hết các quốc gia trên thế giới thì đã làm nên thương hiệu, và sau đó thì bản quyền của một số hãng truyền hình phim chuyên đã dàn dựng lại rất nhiều những cái tập khác nhau của Tây Du Ký phần 1, phần 2, phần 3 và đi sâu. Và hôm nay thì trên sân khấu này
cô chúng ta cũng sẽ được gặp lại dàn diễn viên rất là quen thuộc đấy. Tuy 22 năm đã trôi qua, dàn diễn viên đấy thì hiện nay cũng đã già một chút, thế nhưng mà tinh thần thì rất là sảng khoái, vâng. Và chúng tôi thì cũng là năm nay cũng được sự đồng ý của cơ quan chức năng, và đặc biệt là cũng nhờ vào sự quan tâm của quý vị đại biểu, quý vị khán giả, chúng tôi đã mời dàn nghệ sĩ cao gôi của làng điện ảnh Trung Quốc, những người đã tham gia bộ phim Tây Du Ký cách đây 22 năm, hôm nay trở về đây có phần giao lưu với tất cả quý vị đại biểu, quý vị khán giả trên sân khấu sân đình thôn Trịnh Xuyên buổi hôm nay. Và cũng lý do bởi vì vậy là chúng tôi cũng rất muốn để cho cái phần biểu diễn được thăng hoa, chúng tôi đã mời các người mẫu của chúng ta nán lại xem phần trình diễn này, và để tí nữa sẽ công bố cái kết quả qua phần bình chọn của tổng đài để bình chọn ra người đẹp nhất của đêm nay. Và bây giờ chúng tôi đề nghị nhạc sĩ Dương Túc đến từ Trung Quốc, một người rất nổi tiếng trong ca khúc Lối Đi Nghiêng Dưới Chân Mình trong phim Tây Du Ký, hôm nay cũng đang có mặt tại phòng máy để chuẩn bị ca khúc mà đã làm nên thương hiệu rất là đình đám của bộ phim Tây Du Ký. Nhường lại ra cho người phát triển Minh Thúy để mời ra sân khấu thay cho Đường Tăng. Mời Minh Thúy. Vâng, và nhạc nổi lên. Xin mời nhạc nổi lên ạ. Ngô Khương, đó là Lục Tiểu Linh Đồng. Vâng, quý chúng ta đang được thưởng thức những diễn viên rất cao hội thầy trò Đường Tăng. Vâng, nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, nam diễn viên Trì Trọng Thủy, nam diễn viên Mã Đức Hoa, và đây là Nhật Hòa Lễ, người đã thủ vai Sa Tăng. Tiểu Linh Đồng, và đây là chị Thủy, người thành công vay Đường Tăng. Vâng, quý vị nhận ra không ạ? Một là chàng tham ăn chưa từng có lời, Mã Đức Hoa vay Trừ Ba Giới, đúng không ạ? Và quý chúng ta nhớ lại tập 16 Đường Vui Qua Nước Gái Tơ, cái bộ tập mà toàn đất nước toàn đàn bà đấy không ạ? Vâng, ông này sôi đôi mết sướng nát trong dưa xuống sông không thèm lên, đúng không? Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại để quý vị chúng ta quan tâm hơn nữa. Người thủ vai rất thành công, tên Ngô Khương, nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng. Mời tên Ngô Khương, mời tên Ngô Khương chúng ta bước lên. Vâng, và đây là chị Trọng Thủy, người đã thủ vai rất thành công vai Đường Tăng. Vâng. A Si Tỏ Phò, mời thầy. Vâng, rất thành công ạ. Còn đây này ạ, vận nam diễn viên Mã Đức Hoa, xin mời vai Trừ Ba Giới. Bụng ông phải chặt chết, ông ấy tham ăn thế, đúng không ạ? Và dường như là Trừ Ba Giới của chúng ta bị rơi mất áo ở đâu rồi ạ? Vâng, tham ăn thế chặt chết là nên cân. Quý thưa quý vị, trong suốt chặng đường lấy kinh của thầy trò Đường Tăng thì lỗ lực lớn nhất thì trừ yêu diệt quái là thuộc về Thông Ngộ Không, đúng không ạ? Và người chăm lo công tác hậu cần thì là Trừ Ba Giới rồi. Tuy nhiên, quý chúng ta phải để ý đến một nhân vật rất ôn hòa, luôn luôn nói đỡ cho Ngộ Không những lúc mà bị thầy quả mắng khi trừ yêu diệt ác. Vâng, mà rất là điềm đạm và đồng hành cùng các sư huynh của mình cũng như thầy Đường Tăng trong suốt chặng đường lấy kinh. Xin trân trọng giới thiệu Sa Tăng, nam diễn viên Nhật Hòa Lễ, năm nay đã 61 tuổi. Vâng,
nên là vẫn rất cường tráng, rất cường tráng. Vâng, còn rất là cường tráng. 61 tuổi, quý vị, tôi phim tôi không 586 đúng không? 22 năm nay rồi. Năm nay 61 tuổi, tuy nhiên là tập yoga, người rất là khỏe, đúng không ạ? Dạ vâng, toàn những người là xa tăng, đúng không? Bạn nói được tiếng Việt đúng không? Nói được cả tiếng Trung đúng không? Chi màn chỉ hào ta tung khổ, của giang gì màn chiên chỉ thắng nhậu. Chú chỉ là chạm bỏ. Chi màn thì hào khổ khổ chạm, đi chạm. Lại cái gì cho cha chó. Vâng, tôi sẽ phiên dịch cho các bạn là bạn nói là bạn theo nhà Phật nhưng chú thịt chó có nghĩa là bạn rất thích ăn thịt chó không? Đúng không? Vâng. Tôi nghĩ là chợ thịt chó thì tôi nghĩ là nếu tiếng phiên âm ra là tôi rất thích ăn thịt chó nhưng không phải đâu, bạn nói lose đúng không? Vậy là không thích đâu. Vậy thì tôi sẽ chúng ta nói chuyện tiếng Việt đúng không? Vì khán giả Việt Nam đặc biệt phải là chị Sư hôm nay rất yêu thích bạn đúng không? Bạn thấy khán giả hôm nay có đâu vui không? Khán giả ở đây quá là đông vui á. Ủa? Rất đông. Minh Thúy trò chuyện với thầy một tí. A chi thập phò. Thực ra thì vấn đề này cũng hơi tế nhị một chút ạ. Là thầy đã đắc đạo rồi ấy, thì thầy có thể xem tướng hoặc là xem tay cho con ấy. Là năm nay con có lấy chồng không? Khoan à? Thầy có thể nói tiếng Việt hoặc tiếng Trung cũng được. Thầy nói tiếng Trung đi. Sẽ phiên dịch lại cho thầy. A si tỏ phò. Thầy có thể nói tiếng Anh cũng được ạ. Ok ok. Thầy biết tiếng Anh. Việc thì sẽ thầy chỉ nói cho tôi nhưng mà mình phải hiểu, nói ngắn nhưng mình phải hiểu nhiều. Thầy nói là tuổi này thì phải kiếm ở phương xa mà lập lên cơ nghiệp mới là an thân. Tuổi này phải đi xa lấy chồng lên Tây Bắc nhá, Mèo Vạc Hà Giang nhá. Được không ạ? Vâng, kính thưa quý vị, xin mời bố thầy trò chúng ta đứng nguyên và chúng tôi cũng xin được một lần nữa thông báo hiện tại thì tổng đài nhà mạng đã có phần bình chọn của bộ trang phục đẹp nhất của đêm nay thuộc về khán giả Chu Quốc Hồng, có số điện thoại là 0982377477, có phần bình chọn sát nhất và chính xác nhất và cũng là người giành phần thưởng của công ty Bạch Dương sử dụng 1 năm miễn phí bằng máy lỗ tai. Vâng, người đẹp nhất của đêm nay có phần trình diễn ấn tượng và bộ đẹp mắt nhất chính là người đẹp Nam Phi. Một tràng pháo tay cho người đẹp Nam Phi ạ. Vâng, rất đẹp ạ. Người đẹp Nam Phi, vâng, rất đẹp. Một bộ trang phục rất là đơn giản từ bao cấp, đúng không? Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay thì quý chúng ta đã dành tình cảm cho ban tổ chức cũng như các diễn viên của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin được mời dàn nhạc chúng ta sẽ lỗi giòn giá và bốn thầy trò đường tăng trên nền nhạc Tây Du Ký và chúng ta sẽ đi một vòng chào tạm biệt quý khán giả và các người mẫu của chúng ta sẽ đi vòng tròn để chào tất cả quý khán giả trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình nghệ thuật buổi tối ngày hôm nay xin được phép khép lại tại đây và chúng tôi xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn những tình cảm.